Chiều ngày 26 tháng 4, Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức kỳ họp thứ 13 khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp chuyên đề. Các đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ tọa kỳ họp. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét các nội dung gồm báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, ý kiến của Hội đồng Nhân dân các phường xã về đề án nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thành phố Bắc Giang, và xem xét tờ trình về việc đề nghị thông qua đề án nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thành phố Bắc Giang. Đồng thời xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết gồm nghị quyết quyết định chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Bắc Giang, nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết bổ sung vốn kế hoạch đầu tư công năm 2024, nghị quyết phân bổ chi tiết một số nhiệm vụ chi đã giao dự toán tại nghị quyết số 19 ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 22, kỳ họp thứ 10 về dự toán thu chi và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước thành phố Bắc Giang năm 2024, nghị quyết về điều chỉnh nội dung trong đề án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở thành phố Bắc Giang giai đoạn 2022-2024, phân kỳ năm 2024, nghị quyết tán thành chủ trương nhập địa giới hành chính huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thành lập các phường thuộc thành phố Bắc Giang. Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Vũ Chí Hải đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định, đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục phối hợp, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân thành phố để thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu của năm 2024 và mục tiêu của nhiệm kỳ đại hội đã đề ra.